Vậy là cuối cùng trời cũng đã gần sáng rồi. Thiệt sự đó nha, đêm qua đúng là một đêm dài các bạn ạ. Mình không tài nào ngủ nổi luôn á. Cả đêm qua, à không, phải nói đúng hơn đó nha, là mấy đêm hôm nay ở trong Minecraft các bạn ơi, mình không thể tài nào ngủ được luôn á. Bởi vì mỗi khi mà mình cứ đặt lưng của mình xuống cái giường á, mình lại nghe tiếng rè 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 của tivi đó các bạn. Cái điều kinh dị là như vậy đó. Mình thật sự không hiểu đó nha, là lý do vì sao trong Minecraft lại có tiếng rè rè của tivi. Nhưng mà thật sự là mỗi lần mình đặt lưng của mình xuống cái giường này các bạn ạ, thì mình lại nghe thấy tiếng rè rè đó. Và nó ám ảnh mình liên tục cả mấy đêm nay luôn. Mình không tài nào ngủ nổi, mình không làm gì được hết á. Ủa, cái gì vậy? Trời đất ơi, mình vừa mới nói đó nha, là mình nghe thấy tiếng rè khi mình ngủ, mà bây giờ mình lại nghe thấy tiếng rè nữa các bạn. Mà bây giờ là trời sáng rồi mà. Trời đất, các bạn có nghe thấy không? Các bạn nghe tiếng rè không các bạn? Tại sao cái tiếng rè tivi đó lại không chịu tha cho mình cơ chứ? Trời ơi, nhức đầu quá, nhức đầu quá. Chạy lẹ, chạy ra khỏi ngôi nhà này lẹ lên. Trời đất ơi, nhức đầu thiệt sự luôn á. Tại sao tôi phải liên tục nghe thấy cái tiếng rè này vậy? Minecraft ơi, cái trò chơi này càng ngày càng bị lỗi gì vậy trời? Mình thật sự không tài nào hiểu nổi luôn á. Cứu tôi với. Ủa, từ từ, mình đầu tiên đó nha, là từ 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 các bạn, mình hết nghe thấy tiếng rè rồi, nhưng mà ở đây bây giờ đó nha, mình lại thấy hình như là có bốn ông dân làng, mà bốn ông dân làng này đó nha đang nhìn rất thấy rất là mệt mỏi luôn, kiểu như bị mất ngủ liên tục đó. Ủa, các ông dân làng ơi, có phải đó nha, các ông dân làng đang bị mất ngủ á, đó chính là do các ông dân làng đều nghe thấy tiếng rè không vậy? Có chứ, tôi có nghe cái tiếng nhiễu rè đó. Tôi cũng nghe tiếng nhiễu rè quá trời đây nè. Tiếng nhiễu rè đó làm tôi mất ngủ mấy đêm nay rồi. Ủa các bạn ơi, vậy là các ông dân làng đó nha, đều đang chịu một cái cảnh y như mình luôn. Đó chính là nghe thấy được những tiếng nhiễu, tiếng rè mỗi khi mà đặt lưng xuống dưới cái giường. Nhưng mà ngày hôm nay đó hả, mình là người bị nặng nhất luôn nè. Mình đã thức giấc rồi và bây giờ đó hả, đang là hoàng hôn, buổi sáng đó. Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng thôi, mà mình đã nghe thấy tiếng rè, tiếng nhiễu rồi. Hồi nãy đó hả, các bạn có nghe thấy không? Nó làm mình nhức đầu, điên đầu mà thực sự không chịu nổi luôn á. Thiệt là kinh khủng quá đi mà. Nhưng mà KSD à, hả? Ông dân làng ơi, ông có chuyện gì muốn nói hả? Ông mau chóng nói tôi biết đi ông dân làng. Cậu có nhận thấy điều gì đặc biệt không? Hả? Điều gì đặc biệt á hả? Điều duy nhất tôi thấy đó nha, đó chính là tối nay nè. À không phải tối nay đâu, mỗi đêm luôn, đêm nào cũng vậy đó. Tôi cứ nằm xuống dưới giường tôi ngủ á, là tôi lại nghe thấy tiếng nhiễu, tiếng rè. Và nó làm tôi mất ngủ liên tục luôn. Rồi kinh dị nhất đó nha, là sáng nay á, cái lúc mà mặt trời vừa ló dạng, mới là sáng sớm mà, tôi lại tiếp tục nghe thấy tiếng nhiễu, tiếng rè ở ngoài ban công nữa. Nó làm tôi điên đầu nó ông dân làng à. Những tiếng nhiễu này phát ra giống như lúc mà tên TVman.exe ác quỷ xuất hiện. Nhưng lần này cảm giác cái tiếng còn to và khủng bố hơn trước nữa. Liệu có khi thực thể TVman đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa không? Hả? Ông dân làng ơi, ông vừa nói gì vậy? Cái tiếng nhiễu tiếng rè đó giống như là cái tiếng nhiễu của tên TVman.exe ác quỷ đó hả? Ồ, đúng rồi đó các bạn, bây giờ mới để ý đấy nha. Các bạn có nhớ không, cái tên TVman.exe ác quỷ đó đã từng tới ngôi làng của mình và giết hại các dân làng của mình đó, để mà bắt cái dân làng của mình biến thành TVman. Và mỗi khi đấy nha mà một dân làng chết, hắn ta sẽ để lại một cái tivi để bắt cái dân làng đội lên đầu đó các bạn. Mình đã bị bắt cóc và biến thành TVman một lần rồi, nhưng mà may đã có ông già làng giải cứu. Và ngày hôm nay mình lại tiếp tục, và các ông dân làng này cũng y chang như vậy luôn, lại tiếp tục nghe thấy tiếng nhiễu tiếng rè nữa. Hay có khi nào đó nha, là TVman.exe lại tiếp tục xuất hiện không ta? Mình nghĩ là như vậy đó, trời đất ơi nguy hiểm quá đi à. Thôi được rồi, bây giờ chắc hả là mình sẽ bắt đầu đi điều tra vụ án này. Lần trước á, cái tên TVman.exe ác quỷ xuất hiện đó nha, mỗi lần hắn ta giết một dân làng là ở đó sẽ có một cái tivi. Lần này đó nha, các ông dân làng và ngay cả bản thân mình cũng nghe thấy tiếng nhiễu tiếng rè. Chắc chắn đó nha, là sẽ có một cái tivi xuất hiện ở ngay chỗ nhà các ông dân làng. Chúng ta sẽ dựa vào đó để biết được xem đó nha, là liệu có phải cái tiếng nhiễu tiếng rè đó chính là do TVman làm hay là không. Các ông dân làng ơi, các ông dân làng mau cho tôi biết đi, là nhà các ông dân làng nằm ở đâu vậy các ông dân làng ơi? Tôi ở chung nhà với ông dân làng kế bên. Nhà của chúng tôi là căn nhà trước đài nước. Hả? Căn nhà trước đài nước hả? Các bạn ơi đây nè, đây chính là cái đài phun nước đó các bạn. Và rất có thể đó nha, đây chính là cái căn nhà của hai ông dân làng này nè các bạn. Ông dân làng thứ nhất và ông dân làng thứ hai. Còn ông dân làng ơi, nhà ông dân làng ở đâu vậy hả ông dân làng? Còn tôi với ông dân làng kế bên ở đây thì sống ở ngôi nhà như nhà kho ấy. Ngôi nhà như nhà kho hả?
Cái ngôi nhà như nhà kho đó các bạn chính là ngôi nhà nằm gần cuối cùng ngôi làng của mình đó. Được rồi, cảm ơn các ông dân làng nhiều nha. Bây giờ đó hả, tôi sẽ là người hả đi khám phá về vấn đề này. Chúng ta cần phải biết và phải tìm xem các bạn ơi, là cái tiếng nhiễu tiếng rè đó xuất phát là từ đâu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bước vào cái ngôi nhà hả trước pháo đài nước này, thì coi xem như thế nào. Và hả, như mình nhớ đó nha, là ngôi nhà này đã từng xảy ra rất là nhiều chuyện luôn. Nào là bồn cầu Speedy Toilet nè, rồi còn chưa kể là án mạng rất là nhiều. Để coi xem coi là đây có gì không. Ở đây không hề có gì cả. Vậy thật sự đó nha, không thấy một cái gì hết. Thì tiếng nhiễu tiếng rè đó xuất phát từ đâu nhỉ? Mình không hiểu luôn á. Và Holy crap. Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy được cái cảnh tượng mà mình đang thấy không các bạn? Hàng chục hàng đống cái tivi đang xếp kề xếp cạnh với nhau luôn. Và nó được bao bọc bằng một cái vết máu. Giống như đó nha, là cái hàng máu này là các bạn, chính là cái nơi thực hiện nghi thức hay là một cái gì đó đã phong ấn những cái tivi lại đó các bạn ạ. Nhìn ghê thiệt sự luôn á. Nếu như đó nha chỉ có một cái tivi thôi thì chúng ta thấy bình thường, nhưng mà hạ một đống cái tivi như thế này đó nha, nhìn giống như kiểu là nổi da gà vậy đó các bạn. Vậy rất có thể đó nha, sự thật cái tiếng nhiễu tiếng đè đó chính là do cái tên TVman.se làm rồi. Hắn ta đã cài đặt rất rất là nhiều những cái tiếng nhiễu tiếng sóng luôn. Và đó chính là lý do vì sao đó nha, cái tiếng nhiễu tiếng rè là cho nên kinh khủng và to bự như vậy. Holy crap, nhìn ghê thiệt sự luôn. Được rồi, vậy cái nhà đầu tiên nữa nha, đó chính là do cái tên TVman.se làm. Được rồi, bây giờ mình sẽ phải tới cái chỗ nhà kho này các bạn ạ. Đây chính là cái nhà kho mà hai ông nhà này kia ở nè. Để mình làm coi thử xem đó nha, là liệu có cái tivi hay là không. Được rồi, bước vô hay nào. Và ở đây á, thì mình không hề thấy có một cái tivi nào hết trơn đó. Mọi chuyện bình thường à. Vậy thì tại sao các ông dân làng lại nói rằng đó nha, là các ông dân làng nghe tiếng tivi ta? Hay là có cái nào ở dưới lòng đất không? Để mình đào thử coi. Có gì ở đây không ta? Không có gì hết các bạn ơi. Dưới lòng đất không hề có gì cả. Không có đường, không có gì hết á. Hay có khi nào là ở phía trên lầu? Đúng rồi đó các bạn. Mình đã từng trải nghiệm một sự cố rất là kinh dị ở ở trên lầu của nhà kho này. Mình tin chắc rằng đó nha, là trên lầu nhà kho này các bạn ơi, sẽ có cái gì đó kinh khủng cho mà xem. Được rồi, để mình đặt nó ra các bạn. Và bây giờ hãy cùng nhau tiến lên nào. Để mình nhảy lên nha các bạn ơi, coi xem như thế nào nha các bạn. Ok. Lên thôi. Vậy chưa gì hết các bạn ơi, mình thấy vệt máu rồi các bạn. Phải như mình nói không vậy? Holy crap, các bạn ơi nhìn nè, cũng là một cái vòng tròn máu đặt trước những cái tivi và một đống tivi xếp hàng luôn các bạn ơi. Nhìn mà nổi da gà luôn á. Các bạn đã bao giờ thấy được cảnh tượng nào các bạn? Cái này đó nha, giống như đó hả là một cái hiện tượng lỗi trong Minecraft vậy đó. Tại sao một cái hiện tượng lỗi như này lại xuất hiện trong Minecraft cơ chứ? Hàng đống những cái tivi được xếp kề cạnh xuất hiện chung với nhau. What the hell? Ghê thiệt sự luôn. Ơi mà từ từ. Bốn ông dân làng đó, hai ông sống ở cái nhà kế bên pháo đài nước, hai ông sống ở nhà kho, và cả bốn ông này đều nghe thấy tiếng nhiễu tiếng rè. Và trong nhà các ông dân làng đó nha cũng đều có cái những cái tivi xếp chồng như thế này các bạn ơi. Vậy thì ngay cả ngôi nhà của mình đó nha, mình cũng ở nhà của mình và mình cũng nghe thấy tiếng nhiễu tiếng rè. Vậy có khi nào ngôi nhà của mình cũng có những cái tivi này không ta? Thôi chết rồi, bây giờ phải mau chóng về nhà lại coi thử các bạn ơi. Dám á hở lần trong nhà của mình cũng có những cái tivi xếp chồng vào đó các bạn. Nhìn ác ôm mà kinh khủng thiệt sự luôn. Mau chóng quay về nhà kiếm nó coi. Cái quái quỷ kinh dị gì đang diễn ra vậy? Mình cà lăm luôn đó các bạn à. Sợ hãi thiệt sự luôn. Các bạn ơi, nếu như các bạn đã nha thấy được hả một đống những cái tivi xếp chồng lại với nhau trong thế giới Minecraft các bạn đó bạn, hãy rời khỏi thế giới Minecraft ngay lập tức, làm ơn nghe mình đi, thiệt sự luôn à. Kinh dị kinh khủng quá đi. Được rồi, được coi thử coi. Dưới lòng đất có không ta? Hy vọng là không có gì hết. Không có gì hết các bạn ơi. Mình thấy là dưới lòng đất không hề có tiếng nhiễu tiếng rè gì cả. Lên lầu thử coi. Lên lầu hình như hồi sáng mình nhớ cũng không có gì mà đúng không ta? Cái ban công không có gì hết nè. Vậy là sao nhỉ? Để mình quan sát kỹ hơn coi. Ủa? Từ từ. Các bạn nhìn kỹ nè các bạn. Bên ngoài cửa sổ nhà mình. Ở bên ngoài cửa sổ các bạn ơi, có một cái gì đó kìa. Holy crap, guacamole. Ra ngoài coi thử coi. Làm ơn đừng có gì đó kinh khủng quá xuất hiện nha. Chết rồi. Mình đã bắt đầu thấy được vết máu rồi các bạn. Và Holy crap. Cái quái quỷ gì đây các bạn nhìn nè. Hàng đống những cái tivi được xếp chồng sau lưng ngôi nhà của mình mà mình không hề hay biết luôn.
Và những cái vệt máu vẫn y như cũ các bạn. Nhưng mà nó nói rồi đó, một cái tivi thì nhìn còn không đáng sợ, nhưng mà nhiều cái tivi các bạn ơi, nhìn nó lại nổi da gà luôn đó. What the hell, cái quái quỷ gì vậy trời? Và bây giờ mình để ý đó nha, là ở đây các bạn ơi, có một cái biển nè. Và cái biển này ghi là: liệu bọn ngươi có tin tưởng vào tvman.ese như ta không? Hả? Là sao? Rốt cuộc đó hả? Cái biển này là nó có ý nghĩa gì vậy? Tại sao lại ghi rằng đó nha, là liệu bọn ngươi có tin tưởng vào tvman.ese như ta không là sao? Các bạn ơi, các bạn có tin tưởng vào tvman.se các bạn? Mình thật sự thấy kinh dị quá à, quá kinh khủng luôn á. Cái gì vậy trời đất ơi? Quá, quá là kinh khủng luôn. Mình không nghĩ được tài nào trên đời đó nha, là có người hả, có thể ghi tấm biển như vậy luôn đó các bạn. Hả? Cái gì vậy? Từ từ. Cái tiếng nhiễu, tiếng rè đó lại thêm một lần nữa xuất hiện đó rồi. Thôi chết rồi các bạn ơi. Tại sao tiếng nhiễu, tiếng rè cứ liên tục xuất hiện hoài vậy trời? Trời ơi, cứu làm ơn. Giải tôi đi, tôi nhức đầu quá à. Đừng có tiếng nhiễu, tiếng rè nữa, làm ơn. Trời ơi, làm ơn luôn quá, đừng nhiễu rè nữa. Hả? What the, cái gì đây? Một người TV man mà cái hình tôi có anh ta màu đỏ chót à, rồi còn tiếng tím nữa đây. Hình như các bạn à, mà anh ta cao quá vậy. Rất có thể nha, chính là TV man titan.se ở trong Minecraft các bạn ơi. Một phiên bản Minecraft đó các bạn. Liệu ngươi có tin tưởng thực thể SSE như bọn ta? Tại sao ngươi lại không muốn biến thành TV man? Ta là titan TV man vĩ đại, và giờ ngươi sẽ là con tốt thí của ta. Hả? Cái quái gì vậy? Trời ơi, các bạn nhìn cái tim màu đỏ chót các bạn ơi, ghê quá, chết đi ơi! KSD đã bị giết bởi Titan TV Man.se và trời đất, mình cứ liên tục nghe thấy cái tiếng nhiễu rè hoài à, nhức đầu quá, cứu mình các bạn ơi, cứu! Ôi trời đất ơi, sau khi mình vẫn hồi sinh đó hả, thì mình đang ở đâu đây? Tại sao nơi này màu đỏ chót vậy? Rồi tại sao đó nha, nơi này, toàn là tivi không vậy? What the hell? Toàn là tivi không mà. Và các bạn ơi, Titan TV Man.se đang ở đây với mình các bạn. Hắn ta đang nhìn mình nè. Và đang ở đâu đây? Sao ở đây toàn là tivi không vậy trời? What the hell? Người đã bị ta đưa đến vùng không gian tivi, và giờ đây ngươi sẽ bị tẩy não cho tới khi nào ngươi trở thành một TV Man.se. Không, tôi không muốn đâu. Các bạn ơi, cứu mình, làm ơn giúp mình thoát ra đây các bạn ơi, cứu mình. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về Titan TV Man.se. Vậy thì qua video ngày hôm nay, mình có một câu hỏi muốn hỏi lại tất cả các bạn từ đầu video cho tới bây giờ. Đó chính là: liệu các bạn có lựa chọn tin tưởng vào Titan TV Man cũng như là TVman.ese hay là không? Hãy trả lời dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Như các bạn cũng đã thấy trong video ngày hôm nay, mình và các dân làng đều nghe thấy tiếng rè tiếng nhiễu cực kỳ kinh khủng luôn. Và những nơi xuất hiện tiếng rè tiếng nhiễu là ở nơi đó xuất hiện hoàn đóng một cái TV và có cả vết máu cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng, mình đã bị TV Man Titan.ese giết hại, và sau đó hắn ta đã bắt cóc mình tới vùng không gian TV. Ở nơi đó thật sự rất kinh khủng. Vì vậy các bạn ơi, nếu như các bạn nghe thấy tiếng nhiễu, tiếng rè và nhìn ra được những cái TV trong thế giới Minecraft của mình, thì hãy rời khỏi thế giới Minecraft đó ngay lập tức nhé. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi tới đây rồi nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. Can you hear me? Call back, call back.